Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mưa to bão lũ ầm ầm nhấn chìm Trung Quốc, Tập Cận Bình vẫn đem quân đi chiếm Biển Đông. Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý khán thính giả tin mới nhất về tình hình thiên tai và đại hồng thủy đang hoành hành tại Trung Quốc, khiến cho ông Tập Cận Bình khóc như mưa rào. Còn người dân của Trung Quốc thì chạy toán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn vì nơi này được cho là có độ cao 3.000m so với mực nước biển. Số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Còn số khác, khoảng vài nghìn người đang quyết định vượt biên trái phép sang Việt Nam xin được tị nạn. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng cùng các cơ quan chức năng ở cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai ngày đêm vẫn canh gác 24/24 giờ để không có bất kỳ một người Trung Quốc nào tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Bởi lẽ nếu để người Trung Quốc đặt chân sang đất nước của Việt Nam vào thời điểm này thì rất nguy hiểm, bởi vì dịch bệnh COVID-19 được cho là đang có những diễn biến xấu và phức tạp. Theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, mưa to đến rất to cùng với lũ quét, vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm ào ào trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Mekong, khiến cho các thành phố như Thượng Hải, Vân Nam, An Huy, Hồ Bắc, Chiết Giang ngập chìm trong nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phải thốt lên rằng trời đã diệt Trung Quốc thật rồi, Bắc Kinh tan nát hết cả rồi, trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa, xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước cái bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được với cả Đức Chúa Trời. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao, trong đó gần 100 con sông vượt mức báo động đỏ. Trong khi đó, một tin được cho là đen tối với cả Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này đã đưa ra một cảnh báo và một bản tin dự báo lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay cho biết Trung Quốc sắp đón nhận thêm một trận mưa lớn vào đêm ngày hôm nay và trận mưa này được dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập lụt nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến nước sông Dương Tử dâng cao thêm 1 mét và đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Họ nói rằng có thể nhờ sang Việt Nam để tị nạn khoảng 1 tháng vì đợt mưa lũ này khả năng dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 8 mới kết thúc. Như vậy, có thể nói rằng tình hình mưa to, gió lớn, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập vẫn chưa chịu buông tha. Và đây được cho là cái giá mà phía Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi của mình gây ra cho thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Mưa to gió lớn đã làm cho 29 tỉnh, thành phố của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Dẫu tình thế đang rất gay go và nguy cấp, nhưng giới quan sát cho biết tàu chiến và quân lính hải quân của Bắc Kinh vẫn đang cho phóng tên lửa và bắn đạn thật ném bom ở quần đảo Phú Lâm, giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, phía Bắc Kinh còn cho khai thác dầu khí trái phép và tiếp tục cho xây dựng bồi đắp thêm một quần đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Hòng thách thức thế giới chính là cái sai của Trung Quốc và tội lỗi của Bắc Kinh không thể dung tha và chấp nhận được. Vì thế mà Đức Chúa Trời cũng như là mẹ thiên nhiên vẫn phải nổi giận và trút những trận mưa to sấm sét đùng đùng giáng xuống Trung Quốc để trừng trị thay thế giới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu đối với Trung Quốc khi hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa Thiên tai Dịch bệnh Trung ương Trung Quốc cho biết mưa trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục trút hàng tỷ mét khối nước xuống những con sông, con đập, xuống những thành phố phía nam của Trung Quốc và dự báo rằng ngày kia mưa còn lây lan sang một số thành phố phía bắc của nước này, gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ngoài ra, một số khu vực mà vòi rồng, lũ quét, lũ ống đi qua bây giờ còn phát sinh ra một loại bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng
của con người. Dịch bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện tại vẫn chưa công bố chính thức cho thế giới biết được, và nếu như điều này trở thành hiện thực thì Trung Quốc chính thức bị xóa sổ vào cuối năm nay, năm 2022, và ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị phế truất. Kính thưa quý vị, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trong một bản tin thời sự lúc 19 giờ tối ngày hôm qua đã đưa tin, đứng trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm của mưa lũ ở thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang dồn dập đổ về càng lúc càng nhiều, dự báo là sẽ nhấn chìm nhiều khu vực vùng trũng của Trung Quốc. Do vậy mà chính quyền Bắc Kinh đã cho trực thăng, máy bay quân sự và quân đội di tản gấp người dân thoát ra khỏi sự nguy hiểm nằm dưới hạ nguồn sông Dương Tử. Nhưng số lượng người sống ở vùng hạ nguồn được cho là rất đông. Hơn thế nữa, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc làm cho nước từ đập Tam Hiệp xả liên tục, biến thành những con sóng thần, cuốn trôi hết nhà cửa ra ngoài Biển Đông, làm cho dân chúng của Trung Quốc sống trong cảnh lầm than và màn trời chiếu đất. Được biết, hiện tại Trung Quốc đang còn hơn 170 triệu người dân bị mắc kẹt tại những vùng lũ và vùng trũng đang tìm cách thoát thân. Ông Tập Cận Bình đã lệnh cho giới chức của nước này phải đưa cho bằng được những người dân ra khỏi vùng ngập lụt kể trên. Việt Nam là nơi mà ông Tập Cận Bình nhắc đến để đưa người dân di tản sang. Tuy nhiên, liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp nên Việt Nam ra thông báo cấm cửa người dân của Trung Quốc. Các lực lượng chức năng của Việt Nam nếu phát hiện ra người dân của Trung Quốc có dấu hiệu vượt biên trái phép sang lãnh thổ của Việt Nam bằng con đường bí hiểm nào đó thì ngay lập tức sẽ bị bắt và trả lại phía Trung Quốc. Đây được cho là một hành động rất quyết liệt và cứng rắn của phía chính phủ Việt Nam trước bối cảnh mà dịch bệnh đang có dấu hiệu xấu và có những diễn biến phức tạp. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm trong ngày hôm qua. Tin này không phải là liên quan về lũ lụt của Trung Quốc mà liên quan về dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Thưa quý vị khán thính giả, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư xảy ra tại Việt Nam với quy mô lớn và ngày càng khó lường khi xảy ra trên diện rộng tại hơn 50 tỉnh, thành phố. Ngày 18 tháng 7 đánh dấu mốc mới khi Việt Nam ghi nhận vượt ngưỡng 50.000 trường hợp mắc COVID-19 trên toàn quốc. Đây cũng là ngày có số bệnh nhân cao kỷ lục nhất với 5.926 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phân tích dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại nhiều khu vực đã xuất hiện các biến chủng mới được cảnh báo nguy hiểm hơn, nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu, kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 53.830 ca mắc COVID-19, trong đó 51.771 ca ghi nhận trong nước và 2.059 ca nhập cảnh, có 254 ca tử vong. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước đến nay là 50.201 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đáng lưu ý, trong đợt dịch lần thứ tư này, khoảng thời gian Việt Nam ghi nhận thêm 10.000 ca bệnh mắc mới ngày càng ngắn lại. Trước đó, Việt Nam đã cán mốc hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh COVID-19 sau một năm rưỡi chiến đấu với giặc COVID-19. Gần một tháng tiếp theo đó, đánh dấu mốc mới khi Việt Nam vượt ngưỡng 20.000 trường hợp mắc COVID-19 với 20.261 ca. Chỉ một tuần sau đó, Việt Nam đã ghi nhận thêm 10.000 ca bệnh với tổng số là 32.119 ca mắc COVID-19. Và chỉ trong vòng một tuần, Việt Nam đã ghi nhận thêm 20.000 trường hợp mắc COVID-19. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tại Việt Nam, đợt dịch này với biến chủng Delta có khả năng lây lan rất nhanh đã được ghi nhận tại 58 trên 63 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam đang có diễn biến phức tạp với số mắc liên tục gia tăng do dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng. Với các chuỗi lây nhiễm, ổ dịch chưa xác định được nguồn lây, nhiều người đã di chuyển đi đến Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trước đó có thể mang mầm bệnh nhưng chưa được phát hiện. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đợt dịch này Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đang chuẩn bị cho kịch bản xấu và xấu hơn. Ban chỉ đạo nhận định ở miền Bắc đến giờ phút này cơ bản dập được dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Các tỉnh, thành phố khác đang kiểm soát được tình hình. Khu vực miền Trung còn một vài tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp, có những ổ dịch mới phải tập trung lực lượng để khoanh vùng, dập dứt điểm.
nhận định chung tình hình dịch cơ bản vẫn kiểm soát được trên cả nước. Hiện tại, số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn vượt 2.000 ca một ngày, số F0 triệu chứng trở nặng phải thở oxy, thở máy cũng tăng lên. Đây là gánh nặng rất lớn cho thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó các ca trở nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến 2, một số trường hợp nặng chuyển lên tuyến 3, tuyến 4, do đó cần phải tăng cường các nguồn lực về thu dung bệnh nhân, điều trị như chuẩn bị các thiết bị y tế đầy đủ. Tiếp theo sau Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh ghi nhận thêm ca mắc mới cao như tỉnh Bình Dương ghi nhận 2.644 ca mắc, Long An ghi nhận 786 ca mắc, Đồng Nai ghi nhận 829 trường hợp mắc, Đồng Tháp ghi nhận 1.320 ca mắc, Khánh Hòa ghi nhận 498, Tiền Giang ghi nhận 762 ca mắc. Đến nay 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này đã xuất hiện có người nhiễm chủng COVID-19. Hôm qua có một cái tin được cho là rúng động trên toàn thế giới khi đất nước Triều Tiên đã ra thông báo rằng nước này đã có một ca nhiễm chủng COVID-19. Như vậy, trên thế giới đã ghi nhận có thêm Triều Tiên được ghi vào danh sách có người nhiễm COVID-19. Hiện tại thì Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới. Mỹ đã vượt mốc 34 triệu ca nhiễm. Cụ thể, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận có tổng cộng 34.963.907 người nhiễm, chiếm 26,65% số ca nhiễm trên toàn cầu và đã ghi nhận 624.746 người tử vong, gần 1/4 trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Như vậy, Mỹ đang là cái nôi của dịch bệnh và người nhiễm tăng cao nhất trên thế giới. Và theo hãng tin Reuters, tính tới thời điểm hiện tại, 10 nước có số ca nhiễm chủng COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, đứng đầu là Mỹ, thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Nga. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn cam go và chưa chấm dứt. Vì thế, chúng ta phải liên tục nâng cao tinh thần bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng bằng cách không có việc gì thì hạn chế ra ngoài đường, ra ngoài khu công cộng và nếu như bắt buộc phải ra thì phải đeo khẩu trang và thực hiện cách ly một cách an toàn nhất và liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 hay lũ lụt tại Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.